Mới đây, nhiều phụ huynh có con học tại trường tiểu học Mạc Thị Bưởi thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã phản ánh, dù đã nộp tiền mua bảo hiểm y tế cho con lâu, thế nhưng nhà trường lại không mua, làm mất quyền lợi học sinh khi đi khám chữa bệnh. Liên quan tới vụ việc này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cho biết đã chỉ đạo thanh tra vào cuộc. Ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, do sự việc phức tạp nên lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo thanh tra thành phố vào cuộc làm rõ để xử lý theo quy định. Liên quan tới vụ việc này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã có báo cáo. Theo đơn vị này, từ năm học 2021-2022, trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi đã giao cho một nhân viên văn thư, kiêm thủ quỹ phụ trách thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh để nộp bảo hiểm xã hội tỉnh. Đến ngày 18 tháng 9, nhà trường nhận được thông tin phụ huynh phản ánh về việc đã đóng bảo hiểm y tế nhưng chưa được ra hạn thẻ, dẫn đến không được hưởng chế độ theo quy định. Sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã yêu cầu kiểm tra hồ sơ thu nộp bảo hiểm y tế học sinh năm học 2023-2024. Kết quả kiểm tra cho thấy việc phụ huynh phản ánh là đúng sự thật, nhân viên trên đã xin lỗi phụ huynh học sinh và xin nhận bồi thường toàn bộ kinh phí điều trị cho các em học sinh do nộp chậm tiền bảo hiểm y tế. Ngoài ra, đến thời điểm kiểm tra có 134 trên 278 học sinh nộp chậm bảo hiểm y tế từ tháng 1 đến tháng 8. Theo thống kê, Việt Nam là một trong những nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ người dùng Internet và mạng xã hội. Hiện nay nước ta có hơn 72 triệu người sử dụng mạng xã hội, chiếm khoảng 73% dân số. Và trong số đó thì có 7% thuộc độ tuổi từ 13 đến 17 và gần 10% thuộc độ tuổi từ 18 cho tới 24 tuổi. Về tiếp cận mạng xã hội, có 73,3% dân số sử dụng mạng xã hội với thời gian sử dụng trung bình 2 giờ 25 phút mỗi ngày một người. Thời gian sử dụng mạng xã hội của Việt Nam xếp thứ 20 trên toàn thế giới, đứng đầu là Kenya với 3 giờ 43 phút. Thống kê tháng 1 năm 2024, độ tuổi 16 đến 64 tuổi có 96,8% người truy cập trang web, ứng dụng trò chuyện, nhắn tin và 96,6% truy cập mạng xã hội. Facebook là nền tảng mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam với tỷ lệ 89,7%, tiếp đến là Zalo 88,5% và TikTok 77,8%. Điều đang nói là sự gia tăng số lượng giới trẻ sử dụng mạng xã hội làm cho các mối lo ngại về sức khỏe tâm thần cũng gia tăng theo. Nghiện mạng xã hội có thể gây ra các tác động tiêu cực cho sức khỏe tâm thần như trầm cảm, mất ngủ, lo âu, sao nhãng, học tập, cũng như hàng loạt vấn đề sức khỏe tâm thần khác. Theo các chuyên gia, với tính năng like có nghĩa là thích, khi mà bài viết đăng tải lên mạng xã hội và nhận được sự từ chối hoặc là ít người bấm like thì có thể dẫn tới những cái triệu chứng trầm cảm cho người dùng. Vâng do đó thì các chuyên gia khuyên cáo hãy coi mạng xã hội là một công cụ hỗ trợ cuộc sống của chúng ta thay vì phụ thuộc quá nhiều vào việc sử dụng nó. Mọi người dân có sự cân nhắc và kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội để tránh tác động tiêu cực đến tâm lý và sức khỏe của chính mình. Thưa quý vị, mới hợp long cầu phao Phong Châu vào ngày 30 tháng 9, Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, làm mực nước dâng cao, rác thải kéo về, gây mất an toàn, buộc phải tạm dừng hoạt động của cầu. Và để có thể thay thế cũng như là đảm bảo việc di chuyển cho người dân, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết từ 14 giờ chiều nay ngày 4 tháng 10, phà quân đội được sử dụng để vận chuyển các loại xe và nhân dân qua sông Hồng. Theo đó, các loại phương tiện được phà chở qua sông bao gồm xe thô sơ, xe gắn máy, các loại xe mô tô và người đi bộ. Việc sử dụng phà vận chuyển các phương tiện và người dân qua sông sẽ rút ngắn thời gian và quãng đường di chuyển từ xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao sang xã Hương Nộn, huyện Tam Nông và ngược lại. Trước đó, Lữ đoàn 249, binh chủng công binh quyết định tạm thời cắt cầu phao Phong Châu từ tối ngày 1 tháng 10 do nước lũ ở thượng nguồn đang đổ về khiến cho mực nước sông Hồng dâng cao, dòng chảy lớn. Khi cầu Phong Châu bị sập, cầu phao không thể hoạt động. Các phương tiện và người dân muốn di chuyển qua sông phải đi theo hướng đường vòng rất xa, hướng phía cầu Ngọc Tháp xa hơn tới hàng chục cây số. Để đảm bảo an toàn cho người dân, binh chủng công binh phối hợp cùng quân khu 2 và các ngành chức năng như quân sự, công an, giao thông vận tải của tỉnh Phú Thọ, tổ chức thực hiện phân luồng, hướng tuyến và điều tiết giao thông khi tổ chức thực hiện đưa người dân qua sông bằng phà quân sự. Trong thời gian qua, nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử đã được lực lượng quản lý thị trường kiểm tra và xử lý. Đặc biệt là có nhiều vụ việc vi phạm trong số đó có cả những hot girl KOL hay là TikToker nổi tiếng. Mới đây hơn 10.000 chai nước hoa không rõ nguồn gốc bán trên tài khoản TikTok gần 5 triệu người theo dõi của hot TikToker Phan Thủy Tiên có liên quan đến 10.000 chai nước hoa không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng tạm giữ ngày 3 tháng 10. Thông tin này nhanh chóng thu sự quan tâm của dư luận. Tên đầy đủ của TikToker này là Phan Thị Thủy Tiên, sinh năm 1997. Trên trang Facebook hơn 650.000 người theo dõi. Cô ghi rõ đang giữ chức danh giám đốc đại diện thương hiệu Zenpaiti tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Zenpaiti. Hot TikToker này từng tham dự một số cuộc thi sắc đẹp, nhận giải người đẹp báo dài trong cuộc thi nữ hoàng trang sức 2017, hoa hậu khả ái tại cuộc thi hoa hậu Việt Nam quốc tế 2018. Bên cạnh đó, cô đã góp mặt trong nhiều bộ phim như Người phán xử ngoại truyện, nếu một ngày anh thiếu em, hai tiết tỷ phú đè đại gia, năm 2018, Thủy Tiên gây sốt khi được đài truyền hình SBS Hàn Quốc phỏng vấn sau trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Hàn Quốc. Cô được gọi là hot girl của động viên. Video thu hút hơn 700 triệu lượt xem một ngày khi SBS đăng tải lên YouTube. TikToker Phan Thủy Tiên hiện đã khóa bình luận trên trang TikTok. Đây là nền tảng cô thường xuyên sử dụng livestream bán hàng. Video của Thủy Tiên có hàng triệu lượt xem. Liên quan đến vụ việc 23 học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang nhập viện xảy ra cách đây khoảng một tuần. Đến ngày hôm qua mùng 3 tháng 10 đã có kết quả điều tra và xét nghiệm. Trong đó, số học sinh ăn cơm gà và cơm sườn có tỷ lệ ngộ độc cao. Qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng đã ghi nhận căng tin của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang chưa đảm bảo vệ sinh, sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc. Trong số 23 học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Kiên Hải ngộ độc và nhập viện sau khi ăn cơm ở căng tin trường, số học sinh ăn cơm gà và cơm sườn có tỷ lệ ngộ độc cao. Sau đó, nơi này nghi ngờ hai món ăn này đã gây ngộ độc cho các em. Ngoài ra, đoàn kiểm tra ghi nhận căng tin chưa đảm bảo vệ sinh, khu nấu nướng gần lò đốt rác phát sinh nhiều ruồi. Cơ sở đồ ăn này dùng nước từ giếng khoan chưa đảm bảo vệ sinh, sử dụng thực phẩm không rõ xuất xứ, không có sổ kiểm thực phẩm ba bước, không lưu mẫu thức ăn và thiếu trang bị bảo hộ lao động. Đoàn kiểm tra đề nghị nhà trường di rời căng tin đến khu vực đảm bảo vệ sinh. Chủ căng tin phải khắc phục những giai sót đã nêu trên. Nhiều phụ huynh có con đang học tại trường tiểu học Hòa Phú, thành phố Thủ dầu Một, Bình Dương cho biết, ngoài 99.000 đồng tiền vệ sinh trong một năm học, các phụ huynh không phải đóng thêm tiền quỹ lớp. Được biết, đây là ngôi trường liền kề các khu công nghiệp lớn như v 2, Đồng An 2, nên phần lớn học sinh là con em của công nhân, người lao động. Một số phụ huynh có con đang học tại trường này cho biết, ngoài 99.000 đồng tiền vệ sinh, khi nhập học, phụ huynh không phải đóng thêm tiền quỹ. Khi họp phụ huynh, nhà trường thông báo rõ giáo viên không thu thêm bất kỳ khoản tiền nào khác. Nếu có các hoạt động như liên hoan giữa học kỳ hoặc cuối năm, phụ huynh có thể bỏ ra 30.000 đến 50.000 đồng mua quà bánh cho con em mình. Tương tự, để có quỹ khen thưởng cho các em học sinh giỏi, hội khuyến học có vận động 12.000 đồng. Do là tự nguyện nên các phụ huynh rất đồng tình. Trước đó, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, ngay từ đầu năm học đã hướng dẫn tới các trường về các khoản thu, trong đó có hướng dẫn rõ là không được thu tiền của phụ huynh và các việc như là sửa chữa, cơ sở vật chất, hỗ trợ giáo viên, bảo vệ. Phụ huynh có thể tự nguyện góp kinh phí nhưng chỉ để chăm lo trực tiếp cho học sinh. Năm học 2024-2025, Bình Dương cũng không tăng học phí để chia sẻ khó khăn với các phụ huynh